Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Sơn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 21 tháng 1 năm 2024. Lời đầu tiên thì vẫn là mong các bác hãy tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Kênh Trang Trang TV thì có ba cái tôn chỉ, đó chính là tôn chỉ sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự tử thế. Và để nói đến sự thật thì không dễ, bởi vì sự thật nhiều khi không phụ thuộc vào số đông. Thì các bác, sự thật thì nhiều khi nó không phụ thuộc vào số đông đâu. Đó. Số đông có nói thế này đi chăng nữa thì chưa chắc sự thật nó là như thế. Và sự thật thì vốn khách quan và nó vốn là sự thật. Nó là khách quan, tức là nó chẳng phụ thuộc vào ai cả. Và trong cái vụ án liên quan tới bốn nữ tiếp viên hàng không thì tôi đã nhất trí cái quan điểm của mình và giải thích về mặt pháp luật cho rất là nhiều bác, để các bác thấy rằng là các cô này không phạm tội khi họ không thể biết. Chúng ta không thể dùng ý chí cá nhân, không thể dùng cái niềm tin nội tâm để mà đi kết tội người khác được, mà nó phải dựa theo các chứng cứ. Ngay cả họ mang cái đó về, nhưng nếu mà bản thân họ không biết, không rõ thì họ cũng chỉ nghĩ với người này thì là cái kem đánh răng, nhưng với người khác thì nó lại là ma túy. Các cô có thể bị lợi dụng. Và nếu như mà kết án các cô này chỉ vì rằng là các cô mang đồ có ma túy thì chắc rằng là rất nhiều các shipper, cũng rất nhiều người bị tù oan nếu mà người khác muốn gài bẫy người ta. Đúng không? Cho nên ấy, trong vụ án mặc dù là nhiều cái dư luận thì tôi vẫn kiên định cái nhận định của mình, là kiên định cái suy nghĩ của mình là các cô này được thả là đúng. Và với cái thông tin ngày hôm qua được đưa ra thì các bác có thể thấy được rằng là đây là một cái vụ ma túy lớn nhất trong lịch sử. Thiếu tướng Mai Hoàng ngày hôm qua đã có cái buổi trả lời và trong đó có nói về vụ bốn tiếp viên hàng không với đường dây này. Và đường dây này đã tìm ra được cái người đứng đầu tại Yên Thành của Nghệ An. Và cái số lượng khủng khiếp bị bắt giữ, khởi tố có thể lên tới 500 người. Và đó là vụ án có thể nói là lớn nhất trong lịch sử. Tôi luôn chia sẻ với các bác rằng là trong các vụ án thì làm án ma túy là cái án có thể nói là khó nhất. Không phải tự nhiên mà ở đâu, khó vô cùng và nguy hiểm vô cùng. Bởi vì những kẻ này là vô cùng thủ đoạn và sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả tính mạng vân vân để mà chống trả. Thế cho nên án này là án có thể nói rằng là làm khó vô cùng. Và khi ra quân ấy, thì nó chỉ là bước cuối cùng, một trong bước cuối cùng trong bản kế hoạch. Và tức là trước đó họ đã phải trinh sát và theo dõi rất là lâu, lập hồ sơ đường dây. Cho nên có thể họ biết chắc chắn rằng là các cô này chỉ là người bị lợi dụng mà thôi. Chính vì thế mà các bác có thể thấy, với tiết lộ của Thiếu tướng Mai Hòa, thì ngay trong ngày đầu tiên, nghĩa là khi mà hải quan phát hiện ra các cô này, vào cái buổi chiều hôm đó, thì ngay cái ngày đầu tiên hôm đó đã bắt giữ 30 mấy người, 36 người. Họ phải nắm được chứ, đâu phải muốn bắt giữ là bắt đâu, phải có lệnh rồi vân vân nọ kia, rồi phải có đường dây, rồi tìm hiểu rồi bắt. Rồi từ đó lần ra các đầu mối, lần lần ra các điểm bán, lần lần ra cái hệ thống phân phối, và cuối cùng là hốt từ bấy bây giờ hốt một mẻ thì xin thưa các bác rằng là 500 người. Và số giao dịch đã lên tới 22.000 tỷ đồng. Đó là con số khủng khiếp, cực lớn. Nhiều bác thì bảo rằng là bốn cô tiếp viên hàng không này có thể là đặc tinh chắc, có thể là công an ngầm chắc, cũng có thể. Nhưng mà thiếu tướng đã bật mí một cái rằng là các cô hợp tác rất tốt với cơ quan điều tra, thì có thể là các cô sẽ có một cái hợp tác nào đó hoặc là như thế nào đó với cơ quan điều tra, để từ đó là bóc rỡ ra một cái đường dây có thể nói rằng là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Và cái đường dây này, đây là lần thứ 6 và lần chuyến đầu tiên của Sài Gòn vào thành phố Hồ Chí Minh. Còn lần trước thì tại Nội Bài và vận chuyển từ nước ngoài về. Nói như vậy thì các bác có thể thấy rằng là trong các nguyên tắc thì có nguyên tắc không bỏ lọt tội phạm, nhưng mà nguyên tắc là suy đoán vô tội.
Nhiều bác trên kênh thì rất là kỳ lạ khi mà với vụ án này thì bảo rằng là phải áp dụng suy luận của tội, nhưng mà với vụ án khác thì mình lại có cái suy luận là suy luận kết tội, suy luận kết tội, và nó mang một cái ý kiến chủ quan nào đó, nó gọi rằng là mang một cái nó gọi là tiêu chuẩn kép, với người này thì được, còn với người kia thì không được. Tôi tự hỏi rằng là nếu các cô này không phải là các tiếp viên hàng không, không phải có một người mang họ Võ, thì liệu rằng là các bác có quan tâm thế không? Tại sao các bác không quan tâm rằng là 500 người kia đã bị xử lý rồi, 500 bị can đã được lập hồ sơ rồi. Đó. Nếu chúng ta bắt mấy cô này thì có thể làm hài lòng mọi người. Thế nhưng mà 500 người kia chắc gì là vì bạn. Và họ vẫn ngày hàng giờ là phá hoại xã hội, phá hoại đất nước. Đúng. Cho nên khi chúng ta nhìn lại các vụ án, chúng ta nên bỏ qua những cái tên tuổi, bỏ qua những cái cảm xúc, cảm tình, và chúng ta chỉ nhìn nhận vào chứng cứ mà thôi, chứng cớ mà thôi, thì từ đó chúng ta mới có được cái sự khách quan, và từ đó mới tìm ra được cái chân tướng của sự thật, của sự việc. Bốn cô này thì xin thưa với các bác, xin thưa với các bác rằng là có thể như thế nào đấy là tùy là hợp tác hay là đặc tình, nhưng về mặt hành vi khi chúng ta xem xét vụ việc thì chúng ta sẽ xem xét mặt hành vi, và rõ ràng nếu như không đủ chứng cứ để kết tội, là không đủ chứng cứ để nói rằng các cô này biết rõ là trong đó có ma túy thì chúng ta không thể kết tội được cô ta, và đó là nguyên tắc, chứ không phải các cô cứ khai như thế là được đâu. Bởi vì khi người ta tìm lời khai, khai lại một chuyện, kể cả khai như này một chuyện, nhưng mà người ta sẽ trích lục tin nhắn, trích lục điện thoại, xem lại camera các cuộc gặp gỡ, và thậm chí rằng là hợp tác với nước ngoài để xem lại những cái việc bên kia liệu rằng có cái mối liên hệ nào đó hay không, có các cô này có biết rằng trong các tích quay thành răng là thiếu ma túy hay không. Nếu như các cô biết thì chắc chắn bây giờ các cô cũng đang là một trong các 500 bị can kia rồi, nghĩa là cũng là gia nhập rồi. Nhưng nếu các cô không biết thì các cô chỉ là những người bị lợi dụng, và chúng ta chỉ có thể xử lý ở mặt nào đó chứ không thể nào mà làm được cái kiểu như là bắt giữ, cho nên chứng minh là việc của cơ quan điều tra. Còn thiếu tướng Mai Hoàng cũng đã có một chia sẻ rất thật, rất thật, rất tâm tình rằng là vẫn bắt buộc phải thả bốn cô này, mặc dù lúc đó thì chịu rất nhiều áp lực, nhưng cái tinh thần là suy luận vô tội cộng với cái tính nhân văn thì phải thả, mặc dù là chịu rất nhiều áp lực, và đó cũng là cái nhận định của kênh Trang Trang TV từ cái vụ đó ngày đầu. Tôi biết chắc chắn rằng là với một cái sự lên đồng của xã hội như vậy, cộng đồng như vậy, thì những người điều tra họ cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Thế nhưng mà áp lực là áp lực, còn còn cái việc mà chứng cứ thì là chứng cứ. Trong những người mà có thể nói là đánh án ma túy giỏi nhất Việt Nam thì các bác nên nhớ chính là thiếu tướng Mai Hoàng. Và các bác nào nhớ thì nên nhớ rằng là cái sự việc bờ nóng luôn, thậm chí rằng là họ cố thủ mấy ngày đêm, chúng ta còn phải mang cả xe bọc xếp vào, súng ống vào để mà tấn công trấn áp, chứ không phải đấy. Và trong để thấy rằng là để làm bán ma túy thì nó nguy hiểm đến cái cỡ nào, không phải là tự nhiên có được, và người ta cả cái quá trình, còn chúng ta chỉ nhìn được cái phần cuối thôi, cái phần cuối thôi. Và các bác lên mạng thì các bác có thể thấy những cái sự manh động của những đối tượng đó, có rất nhiều clip ở trên mạng nói rằng là chặn ô tô các thứ nữa cho những kẻ mà chạy trốn, cái kẻ buôn, và chúng sẵn sàng là chúng đâm, rồi chúng sẵn sàng là chúng dùng mọi thứ để mà chạy được, bởi vì án ma túy là án tử, mà đã là án tử thì nó có hai cái trường hợp. Một là người ta không dễ dàng đi làm cái công việc này, bởi vì nó cái sự trả giá là bằng cả tính mạng. Đấy là cái mà có thể thấy. Cái thứ hai nữa rằng là nếu mà đã chấp nhận làm công việc này thì sẽ phải chống trả tới cùng, bởi vì họ biết rằng khi bắt sẽ là mất mạng. Thế cho nên với những cái thu nhập của các cô tiếp viên hàng không, với cô tiếp viên hàng không cũng giống như rằng là một người bình thường như vậy, hoặc là một người mà các bác bảo rằng là cháu của một người họ Võ, đúng không? Một lãnh đạo mà họ Võ mà lại đi làm cái việc này để cuối cùng rằng là cơ quan bỏ đi, cơ quan điều tra bỏ bỏ ra, thì các bác có bao giờ các bác nghĩ rằng là họ việc gì phải làm như thế không? Đúng. Nhưng như tôi chia sẻ đấy, bởi vì nếu mà nhận thức được buôn ma túy là cái tội án tử thì liệu họ sẽ là chấp nhận không? Nếu là con cháu của một nhà lãnh đạo
thì thiếu gì cách để mà kiếm tiền, trừ chạy chức chạy quyền này, từ cái việc mà gây ảnh hưởng đối với người khác để làm một vài dự án này để mà lợi nhuận này, mà rủi ro nó ít, mà tiền thu được gấp hàng hàng mấy lần so như thế, là bằng cả cái đường dây, bằng cả cái đường dây hay thứ đấy chứ. Cái gì mà phải là đi buôn đi cầm cái thứ về để mà lại trở thành một cái sự nguy hiểm. Thế tôi đã thấy cái sự phi lý logic như thế rồi, nhưng mà tôi vẫn không hiểu được rằng là tại sao nhiều người vẫn tin vào những cái thuyết kiểu như thế. Và rõ ràng cái tiền lệ và những cái sự việc như vậy thì cũng để cho các anh điều tra khác ở tỉnh thành khác phải là, cứ không phải là các anh cứ bắt được cái bắt được tại trận như vân vân là thành tội đâu, mà các anh phải chứng minh được là người ta biết rõ cái hành vi của họ là sai trái nhưng mà vẫn làm, thì đó mới là bị phạm tội. Các anh nhớ được đó, bốn yếu tố cấu thành tội phạm bao gồm có chủ thể, khách thể, chủ quan và khách quan. Trong đó cái phần chủ thể thì nó có cái hành vi và có cái sự nhận thức về những hành vi đó. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.